À, xin chào anh em nhé Hôm nay em Sơn sẽ cập nhật các cái mẫu ghế à, Tới thời điểm hiện tại Hôm nay là ngày 28 tháng 1 năm 2022 Thì em Sơn sẽ quay cập nhật những cái mẫu ghế mà em Sơn đang có sẵn Để cho mọi người tiện à, theo dõi và lựa chọn à, Cho mình một cái con ghế phù hợp nhất Gần như là mã nào cũng có nhé Khá là nhiều À, giới thiệu với mọi người. Đây có thể quay lần được. Con đầu tiên. Con này thì chưa vệ sinh thì hơi bẩn một tí. Con này Fuji AS810 này. Con này à, là Fuji AS 970. À Fuji AS à, à không, con này là SKS6600 nhá. Fuji SKS6600. À con này nó là à, SKS 6800 6800 Còn con này Con này nó là Fuji Fuji Ruki S AS 2000 AS 2000 nhé Đời 2020 Con này vẫn là SKS 6800 à, Panasonic EPMA 101 đây là con ghế cực VIP nhá của hãng Panasonic đời mới nhất hiện nay. Con này là Fuji Ryuki AS680. Con nhỏ gọn. Con này nó là Panasonic EPMA 70. À, Fuji Ryuki AS960. AS960 ba con luôn. Đó. À và một con Fuji nhỏ này nữa. Con này nó là SKS80. Fuji SKS80. Con này mới về chưa vệ sinh. Đó. Tiếp theo. Con này là Fuji Ryuki SKS6900. Đó ghế VIP nhá. SKS6900. Family con này family uh, 9100. Con này là National 3510. Con này con Sanio này. Con này con rẻ tiền. Cạnh con rẻ tiền này là con hơi đắt tiền một chút. Fujiruki AS 1100. 1100. Chỉ trước uh, uh, trước cái con AS 2000. À, tiếp theo bên đây là cái khu à, giới thiệu mọi người bên đây là cái khu à, sửa chữa bảo hành à, sửa chữa bảo hành và kho để ghế luôn à, con này đó là Fuji Ruki SKS 3500 à, Fuji Ruki AS 840 toàn bộ là chưa nắp ráp chưa vệ sinh đâm ra là nó vẫn còn nổm ngổm nhé mọi người nhé nhưng mà toàn hàng đẹp thôi à, Palasolix MA74 con này là Fuji Ryuki AS740 con này nó là Palasolix FPM A058 con này Fuji 740 à uh, Fuji Ryuki AS 1000. Uh, Panasonic MA70. Con này Panasonic MA70 mà màu trắng. Con này Fuji Ryuki AS 960. Con này mới khủng này. Con này cực kỳ khủng luôn, cực kỳ mới này. Hàng hàng trưng bày nhá. Uh, cái cái vỏ bọc ghế còn nguyên này, chưa họ chưa bóc ra này. này. À, con này là Fuji Ruki AS 2000. Cực kỳ mới. Siêu mới này chứ không phải là mới này. Rất đẹp luôn. Này đẹp đẹp. Chỉ thiếu đúng cái vỏ hộp cho anh em thôi. Cực kỳ đẹp. Đó. Tiếp theo. À, con này, con này. Hai con là Panasonic EPMA86. MA86S nhá. Đấy, hai con vip con này là Fuji Ryuki SKS6800 uh, Panasonic EP7000 oh. chặt hết cả nối đi rồi. cho mọi người xem hai con family uh, 1000 uh, con uh, Fuji AS960 con này là Fuji SKS 6600 và Panasonic MA70 màu đen Con này là Fuji AS970 Fuji AS740 Con này mới siêu VIP Đấy, à, Hàng khủng luôn Panasonic EPMA97 màu vàng. Vàng kem cực kỳ đẹp. Con này là Panasonic fpma A97 đen. À, con này thì hơi bẩn một tí. Con này là Fuji SKS5500. À Fuji AS Con này là SKS à, à, 3500 con này uh, na, na na tiêu na ba năm ba không con này na tiêu ba năm không không đó toàn uh, hàng uh, đẹp hàng uh, khủng cho các bác lựa chọn gần à. như mã nào cũng có nhé anh chị em nào mà quan tâm thì có thể uh, liên hệ với em sơn qua số điện thoại là 0964480666 chín à, sáu mã nào cũng có luôn đó. Những cái con này thì chưa qua vệ sinh Chưa qua vệ sinh Đây Vẫn còn nguyên Nguyên thì nó hơi 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 bẩn một chút Đây, đây còn giấy tờ Sách chiếc còn nguyên Con này là 840 đây Đây là sách sách hướng dẫn và mô phỏng cái con lăn nó hoạt động nhé. Đó. toàn hàng đẹp thôi. anh chị em nào mà thích thì liên hệ với em sơn nhé. Đó. rất nhiều. một nghìn một trăm đấy nhá. đó. toàn hàng đẹp ở dưới này ở dưới này là những cái con mà đã bảo dưỡng và đã vệ sinh rồi nhé trên kia là là thợ đang vệ sinh bảo dưỡng thì vệ sinh bảo dưỡng được con nào ấy thì sẽ chuyển xuống đây à. rất đẹp toàn siêu phẩm thôi à. anh chị em nào mà, mà đang có nhu cầu uh, mua hoặc tìm hiểu ghế thì có thể liên hệ với em Sơn có số điện thoại là 0964480666 nhé. Em Sơn sẽ tư vấn cho các anh chị uh, tìm được cái con cái ghế phù hợp nhất. Vâng, uh, xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người một năm mới thật uh, uh, hạnh phúc và mạnh khỏe và đạt được nhiều thành công trong năm 2022 nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.